Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không nhá, 100 triệu không bán đâu. Nguyễn Quỳnh Lập mến chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe và xem kênh vui vẻ. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ những video về thầy Thích Minh Tại cho quý vị khán giả cùng xem. Thì quý khán giả đồng hành ở cái video này, bấm cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ. Quá đông Phật tử đi theo thầy luôn rồi quý vị khán giả ơi, rất là đông luôn. Cô gái này được thầy Thích Minh Tại tặng cho cái bát của thầy để khắp thật nè quý vị khán giả. Chị vô đây cho em hỏi phỏng vấn chút xíu chị, sao em thấy chị vui quá chị? Bình bát của thầy nhá. Tại vì là hôm qua là cũng có một bác ở ngoài Hải Châu ấy, thì là xin cái bình bát của thầy. Xong rồi thầy cho bác ấy luôn rồi. Em cũng chị rồi đấy, nhưng mà không được đấy. 100 triệu không bán đâu. 100 triệu không bán luôn. Thế là con cũng chạy về nhà, các em cũng chạy về nhà, thì em mang một cái nồi cơm điện của nhà em ra, nhưng mà hơi hụt hẫng vì là thầy đã nhận của một Phật tử khác rồi. Thì hôm nay thì lại có đúng là hữu duyên, lại có một anh lại đổi cái nồi cho sư. Rồi sư à, thầy bảo là thế này làm sao, thầy bảo là thế thì thôi cho con xin. Rồi tóm lại là hôm nay hoan hỉ vui lắm. Thì sau khi chị được thầy tặng cái bình bát này thì chị sẽ làm gì? Không nhất ở trong nhà. Có đi theo thầy nữa không? Tại vì là em thì chắc là em sẽ không đi được, tại vì là 10:45 thì em phải đón con. Em đã thật sự là em trực thầy đi với thầy 3 ngày hôm nay rồi, em đi từ thành phố hôm kia là em đi từ 7 giờ ra ngoài thành phố Thanh Hóa đấy. Xong rồi lại qua Quảng Xương là về quê ngoại nhà em thì ngày hôm qua rồi, em cùng thầy ra ngoài Hải Châu. Rồi hôm nay đấy, còn sớm nay thì 4 giờ sáng thì em hấp bánh mây chay, hấp bánh bao chay mang vào cho thầy. Nói tóm lại là nhìn thấy thầy xúc động lắm, mà cảm giác thì kiểu là không muốn rời xa thầy ấy. Tóm lại thầy có một cái sức hút gọi là nói tóm lại nó khó tả lắm. Dạ, một cái hào quang mà tỏ ra khi mà đi đến đâu thì mọi người đều đúng rồi. Dạ, em thấy chị khá là xúc động. Dạ, nói tóm lại là em ở nhà xem video của thầy em cũng khóc, mà nói tóm lại em cứ đánh lễ thầy hôm qua em đánh lễ thầy là em khóc. Nói tóm lại là cô gái này rất là vô mừng, muốn rớt nước mắt luôn rồi quý vị. Dạ, cảm ơn chị. Và tiếp tục thầy Thích Minh Tại và các đệ tử đi tiếp nè quý vị khán giả. Thì ở đây các Phật tử, cô chú anh chị đi theo thầy rất là nhiều, đi khắp tập theo bước chân của thầy nè, rất là đông luôn quý vị khán giả. Thầy và các đệ tử đi rất là khỏe luôn quý vị khán giả, không có mệt mỏi gì luôn.
bây giờ thì thầy và cùng các đệ tử kiếm chỗ để mà ngồi nghỉ mệt và nghỉ ngơi. Khi nào khỏe thì thầy và các đệ tử sẽ lội đi tiếp. Thì ở đây có các Phật tử khác cùng theo thầy rất là nhiều. Thầy đi tới đâu thì Phật tử đi theo tới đó để mà cúng dường nước uống nè, đồ ăn nè, các thứ luôn cho thầy và các đệ tử dùng. Một tấm lòng của các Phật tử rất là lớn để mà giao duyên cùng thầy luôn quý vị khán giả.